Vâng, thưa quý vị, những quý vị mà chúng ta vừa làm cái ngành, ví dụ chúng ta đi làm ngành nail hoặc là những cái công việc, rồi chúng ta có làm thêm một cái ngành khác, ví dụ như là những quý vị, những cái bạn mà làm cho hãng No Skin chẳng hạn đi, thì quý vị có cái tiền mà họ có cái thu nhập đó chẳng hạn, thì thường thường cuối năm thì cái hãng đó họ sẽ gửi về một cái form 1099 luôn. Như vậy thì chúng ta cũng phải biết là chúng ta khai cái đó thành một cái income, và cái income nó riêng, tại vì những cái dịch vụ nó khác, thành ra chúng ta phải có những cái schedule C riêng, rồi chúng ta biết được là nếu mà chúng ta có cái tiền đó không á, chúng ta đóng thêm thuế trên cái tiền đó không á, thì nó hơi nhiều, thành ra chúng ta cũng phải biết trừ những cái chi phí cần thiết nó liên quan tới đúng cái ngành đó. Thí dụ như chúng ta có về những cái bill điện thoại mà liên quan tới cái đó, hoặc là bao nhiêu phần trăm, hoặc là chúng ta cần phải đổ xăng đổ cồ để đi cho những cái công việc đó. Không phải ai cũng dễ dàng make money trên những cái hình thức kinh doanh mà chúng ta referral như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có tiền rồi thì chúng ta cũng phải đóng thuế, và cách để chúng ta biết cách để giảm thuế có một cách hợp lý thì cũng rất là quan trọng. Thành ra quý vị biết cách allocate xem những cái chi phí nào phù hợp và schedule nào để làm cho cái quy trình khai thuế của quý vị một cách đơn giản. Và hy vọng là Trí Ngô MBA văn phòng khai thuế Trí sẽ giúp trả lời những câu hỏi nếu quý vị cần hỏi thêm. Vui lòng subscribe trên YouTube nếu quý vị có thể. Xin chân thành cảm ơn.